làm thí nghiệm này, cô đã chuẩn bị bột baking soda, giấm ăn, chai nhựa, một chiếc phễu và những quả bóng bay đấy các con ạ. Bây giờ các con hãy cùng quan sát cô làm nhé. Đầu tiên cô mở nắp chai giấm, cô rót giấm vào chai. Sau đó cô dùng phễu để đổ bột baking soda vào trong quả bóng bay. Cô sẽ lấy khoảng 3 thìa bột baking soda. 1 2 3. Và cô lắc nhẹ cho bột rơi hết xuống nhé. Sau khi bột đã rơi hết xuống quả bóng rồi, thì cô đặt miệng quả bóng bay bao quanh cổ chai. Sau đó cô sẽ dốc bột lên và bột sẽ đổ xuống chai. Chúng mình cùng nhìn xem hiện tượng gì đang xảy ra đây. À, quả bóng đã phồng lên rồi. Biết vì sao mà quả bóng lại phồng to như thế này không nhỉ? À, là do phản ứng hóa học giữa bột baking soda và giấm ăn tạo ra khí CO2, và lượng khí này tan dần ra, thoát ra khỏi chai, khiến cho quả bóng phồng to. Xem xong thí nghiệm vừa rồi, các con cảm thấy thế nào? Các con hãy nhờ bố mẹ chuẩn bị cho những nguyên vật liệu cần thiết. Cô chúc các con làm thí nghiệm những quả bóng vui nhộn cùng với bố mẹ ở nhà thật là vui và thú vị nhé. Sau khi làm xong thì chúng mình nhớ vệ sinh đồ dùng thí nghiệm và đừng quên rửa tay để sát khuẩn cho đôi tay của mình thật là sạch sẽ và đảm bảo an toàn trong mùa dịch. Tạm biệt các con!